Em xin chào quý anh chị, cô bác và các bạn nha. Hôm nay ba em vô rồi, hôm nay 11. Nhà em sẽ xuống giống dưa leo, rồi đậu bắp mới, rồi bầu mướp đồ này kia vậy đó. Mới ra cái nắng rồi. Dạ bạn, ba mình đang đi bỏ hộp rồi bạn. Thì giờ ba bỏ hộp xong đi rồi con tưới, chặn nước con tưới. Sao không dẫn nước cho tưới? Ủa bỏ hộp xong rồi mới lắp lại hay gì? Hai bên này ba lắp chưa? À vừa bỏ vừa lắp. Anh cũng đã có rải lớp ở trên đó là trấu, trò trấu, sơ dừa, phân gà trộn rồi nhé bạn. Rồi thành ra giờ chỉ cần bỏ vô lắp lại vậy thôi. Vô tầm lúc này là nó chín đen cây bạn. Mẹ mình đi hái bên đó. Ăn coi. Mẹ ăn trái không? Chín nữa nó vậy cái đụng tới cái là nó đứt một đôi à. Ngộ á. Ngọt ngay luôn á. Trước mặt mày kìa cái trái kìa đó. Đây nè. Bên đây trái nè. Đây nè. Nó chín nè. Tới chừng nó chín cái nó rộ lên. Để mẹ mình đi hái bạn ơi. Mình đi hái khác cũng còn được ít đậu bún bạn. Còn có cái vàng này các bạn. Đậu bún á. Còn có như đây. Đó. Trái ngọn không bạn ơi. À, hết có to rồi. Bưởi lâu chín đó bạn. Ở nhà cái gốc ở lúc mình nãy có cái quầy chuối nghiêng qua bên đất của thằng đó. Bên đó còn bên đây nè. Vậy còn thì hái. Còn thòng thòng quá trời quá đất nè. Nhưng mà điều này chắc là ngọn rồi. Đầu ngọn, đầu ngọn rồi bạn. Ừ, nó nhỏ nhỏ nhỏ, nó bự như rồi đó. Nè, con cân quẹo quẹo luôn. Ý dồi. Còn trên đây. Ít đậu bắp. Mấy cái này kiểu như còn ăn được nó ba để lại bạn nè. Yeah.
còn trái nào ta? Rồi, đây hết rồi. Ra làm sao? Ớt chín nữa bạn ơi. Nó nói mày muốn ăn bông chanh thủ ha. Rồi. Ừ. Cái này là rau ôm phải không? Hay hai rau đắng. Rau đắng mẹ. Rồi ba cái rau này nó muốn xanh vàng hết trơn rồi. Không ăn mà nó vậy. Cá nó đánh móng ở dưới bự quá nha. Sáng giờ biết cho cá ăn chưa quên. Hai cây này tốt nhất. Cái này là gì? Trái gì đây? Gì? Trái gì đây? Đâu? Trời, trái dưa gan của dây cũ nó còn. Không có nhổ dây. Còn một đứa trái mà. Không, còn cây trái đỏ đỏ. Mẹ coi kỹ đi, con nói còn trên cây là còn trên cây. Rồi, qua tới đây đậu bắp. Nắng quá rồi. Này tại ba mình ổng đi bỏ hộp. Thôi thấy vậy cái mình đi mình thu hoạch riết cho rồi. Mẹ cặp con. Mẹ. Hai cái trái trên đây nè. Trước mặt mẹ nè. Trời ơi, đây còn con thấy trên dây nó bắt đầu ôm bông rồi đó mẹ. Trời ơi, bữa nay hái đậu bắp mà biết mỗi tay nha bạn. Mỗi tay là lý do sao bạn biết không? Nó cao quá trộm rồi này mẹ. Mẹ bưng được không? Còn mấy đây nữa. Đèn trái dưới góc. Qua đây. Đồ bún bữa hôm mới trồng này cao cao rồi. Này mẹ. Làm gì đi mà nó cứ run rẩy muốn té không? Tại mẹ có cái cảm giác mẹ sợ đi đường đất, mẹ sợ té nên mẹ có cái cảm giác như vậy đó. Chứ mẹ đi riết là mẹ. Ủa vậy hả? Nay ba nhổ luôn hả? Trời nãy giờ không nói. Là mình hái mình chừa. Trời ơi con. Thôi mệt quá. Cả đống rồi ai đâu quay trở lại. Bông còn cả đống về đi đồ nhổ. Nè em cắt giùm trái bầu. Ú trà. Trái bầu ngon ghê. Bầu ngon. Cái bầu ngon ghê. Cái cầu này là mẹ mình đi không được nha bạn. Nhờ ba mình lại cắt trái bầu này giùm bạn ơi. Nó ra một nồi bầu. Nó ra một nồi bầu đằng đó các bạn. Một nồi đằng đó các bạn. Nè, cái cầu cho kéo đó. Để em rửa tay các bạn, nãy giờ bốc đất bốc sình. Rồi, giờ cắt trái bầu đó đi. Còn nhỏ lớn thì hồi coi lại đi. Nắng nâu quá. Ngâm hộp cho cá đốc giờ dư rồi. Giờ vô ngâm phơi lại có được không? Dòng ở đây chuẩn bị thu hoạch trứng bạn ơi. Nhắm mấy bữa rồi. Bạn, cái túi này trước mình trồng cải đó bạn. Rồi giờ mình đem ra đây, giờ mình ghim cải vô nó lên lại thương quá. Trời ơi. Chị dịch chị làm gì mà chị sợ em chị chạy dữ vậy? Nay nước cạn bạn, cạn queo, dịch nó có nước bơi cho mà tội nghiệp. Đây. Nay được cái ổ luôn rồi bạn. Biết được nhiều quả đây nè. Thử coi. 2. Bốn. Sáu. Tám. Chà. Chắc mới vô đẻ hay gì năm hỏi. 10. 12. 14.
16, 18, trời, được 19 quả bạn. Đó. Ai, giờ đi qua bên chuồng gà coi coi. Mà trứng gà chắc mình không lấy bạn ơi. Lý do là mình thấy hình như là nó trứng gà hình như mình thấy là nó ấp á bạn, nên mình không có muốn lấy nó. Mày xích chỗ coi mày. Coi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Đó, mình thấy như nó có lên ấp bạn ơi, nên mình không có lấy nó bạn, để cho coi nó có ấp không nở. Gà con này còn có 5 con nha bạn. Rồi giờ mình lấy chủ yếu chuồng cút nè. Bạn con gà này bạn thấy thương lắm mà nó nở sao bạn, con gà con mẹ nó không chịu nuôi nó nữa bạn. Đó. Rồi cái giờ mình ấp nó, mình cưng nó mấy bữa nay, cái mình đem nó vô mình để cho chuồng cút bạn. Ôi trời trời trời. Mày ăn hiếp con nhỏ, nó đại ca đó bạn, coi nó vậy chứ nó ăn nó đại ca bạn. Hai, coi chữ cút này được mấy trứng. 4 5 chữ cút 6 7 Ủa trứng cút sau này ít vậy ta? Có 7 trứng vậy ta? Dở dưới này lên coi. Chứ này tụi bay không có giấu tao được đâu. Đây nè bạn, hổ rớt dưới này nè bạn. Bảy ba là 10, nay được 15 trứng bạn. Đây, đẻ rớt cho một nồi xuống đó đó. Chứ này mình biết rồi bạn, nó không có giấu mình được nữa bạn. Bữa hôm đem vô giữa trơn, có ăn uống gì được đâu bạn. Chưa không quét dọn chuồng cút bạn ơi. Nó được nhiêu đây, trứng gà mà lấy là cũng được mười mấy trứng nữa bạn, mà mình không lấy nha bạn. Mấy bạn ơi, sau một hồi đi dạo vòng vòng được cũng mười mấy trứng cút hả bạn ha. Đó, rồi cũng được 19 cái trứng vịt. Đó, đây, bầu, đậu bắp, đậu bún, dâu tầm, được ít chứ ớt bạn. Mẹ mình còn đang hái ớt ngoài nữa. Mà nói chung là giờ bữa nay ba mình kêu ruộng hết mấy cái dây đậu bắp với đậu bún luôn bạn. Ổng sẽ trồng cái mới luôn. Rồi mình cảm ơn mấy bạn đã xem video của mình nha. Nếu mấy bạn thấy thích thì tặng cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Mình cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha mấy bạn. Chào tạm biệt mấy bạn.